Vâng, chào mừng anh chị quý khách hàng đã quay trở lại với kênh của đồ gỗ nội thất Chiến Loan. Và video ngày hôm nay thì bên cơ sở em trân trọng giới thiệu cho anh chị quý khách hàng một bộ bàn ghế phòng khách. Đấy là bộ nghê bảo đỉnh nha anh chị nhá. Chất liệu bên em làm là gỗ hương đá và hàng gồm có 6 món. Đấy thì bên cơ sở em đã kê lên một sản phẩm để quay lên cái video này. Nên anh chị nào, nếu mà anh chị quý khách hàng nào có yêu thích bộ sản phẩm này đẹp như này, đấy, thì liên hệ trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ nội thất Chiến Loan bên em có số điện thoại là 0962 834 và 297 nhá. Hoặc có thể về trực tiếp tại bên cơ sở em để xem hàng mộc nha anh chị nhá. Vâng, cơ sở em nằm ở tại Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội. Vâng, và không để anh chị chờ lâu thì em sẽ xin đi vào cái thông số kỹ thuật đấy của từng món một cho anh chị cùng biết là kích thước của bộ này. Đấy, mỗi một món nó kích thước bao nhiêu, để xem là có thuận tiện kê vào cái không gian một cách của nhà mình hay không nhỉ. Vâng, đầu tiên thì em sẽ xin giới thiệu là một cái chiếc đoàn dài nhỉ. Vâng, chiếc đoàn dài này bên em làm có kích thước bề dài là 2m30. Đấy, sâu ấy bên em làm là sâu 78 phân. Và chiều cao bên em làm cao đến đỉnh đầu con nghê là cao 1m48 nha anh chị nhá. Chương này bên cơ sở em làm toàn bộ là chương liền đục hai mặt. Và đây là em sẽ quay phía mặt sau của bộ sản phẩm này anh chị ạ. Đấy, chương gần nhà đục mặt trước mặt sau gần nhà giống nhau nhỉ. Đấy, mặt sau đục cực kỳ và sâu của sắc nét này. Và bộ sản phẩm này bên cơ sở em thiết kế là tay 12, chân 12. Tay 12, chân 12 nha anh chị nhá. Và toàn bộ phần yếm bên em là yếm đục lọng hết nhỉ. Hàng toàn bộ chân xì đục lọng này. Đấy, đục lọng thì cực kỳ sâu, có thể nhìn qua được bên kia nha anh chị nhá. Tay 12. Tay thì vân bên em lựa gỗ lựa vân này, vân cực kỳ là đẹp nhỉ. Và tay nghê dưới này của bên cơ sở em ấy là tay nghê liền. Hàng tay nghê liền nhé chị nhá. Đấy, trong những video này trước gần như bên cơ sở em toàn làm hàng liền nguyên khối ạ. Vâng, và đây là mẫu nghê mới nhất. Đấy, mẫu nghê mới nhất của năm 2021 năm nay. Đấy, chị có thể xem đục. Và mẫu tay nghê này ấy, thì bên cơ sở em là toàn bộ hàng đục thủ công nhá. Hàng đục thủ công. Và bộ sản phẩm này của bên em làm ấy thì khuôn tranh bên em làm là khuôn tranh dày 4 phân. Đấy, khuôn tranh dày 4 phân có vén cong đằng trước nha anh chị nhá. Hàng 3 lượt cổ chỉ. 3 lượt cổ chỉ và yếm là yếm lọng. Đấy. Mặt ván thì bên em là mặt ván là dày 2 phân nhá, liền nguyên một tấm này. Đấy, vân mặt ván thì bên cơ sở em lọc gỗ lọc vân vân cực kỳ là đẹp luôn ạ. Và đây chương là chương liền nha anh chị, và đây là phía mặt trước của cái chiếc chương này. Đấy, gần nhà bên cơ sở em đục mặt trước mặt sau gần nhà giống nhau nhá. Đấy, mặt trước cũng được cực kỳ là sâu và sắc nét. Vâng, mà cái phông vách này bên em làm ấy, phông vách là dày 3 phân nha anh chị nhá. Đấy, và có đục là tứ linh, đục tứ linh long lân quy phượng. Đấy, và hai bên thì một bên đục con phượng, một bên đục con lân nhá. À, một bên đục con rồng nha anh chị nhá. Và tiếp theo thì em sẽ xin giới thiệu là một cái chiếc đôn ngồi đầu bàn. Đấy, bên em làm kích thước ấy thì là 55x55 nha anh chị. Hàng có vén cong tứ diện trên mặt khuôn tranh. Đấy, khuôn tranh thì là khuôn tranh dày 4 phân này. Đấy, khuôn tranh dày 4 phân nha anh chị nhá. Yếm toàn bộ bên em là yếm đục lọng. Và hàng 2 tầng cổ chỉ ấy. À, 3, à, 2 tầng cổ chỉ một lượt sơn dẹo. Đấy, khuôn tranh là khuôn tranh 4, mặt ván là dày 2 phân nhá. Và đặc biệt nhất của bộ sản phẩm nghê bảo đỉnh này ấy, thì là một cái chiếc bàn lớn. Đấy. Kích thước của chiếc bàn lớn này bên em làm bề dài là 1m70. Bề ngang ấy thì là 92 phân nha anh chị nhá. Toàn bộ hàng khuôn tranh 4 và có vén cong tứ diện. Đấy, khuôn tranh 4 vén cong tứ diện này, dày 4 phân nha anh chị. Đấy, hàng cực kỳ dày và bên em là có đục tứ góc. Đục tứ góc nha. Đây. Tứ góc đem ra rất chi là đẹp. Ở những cái mẫu nghe là trước bên cơ sở em lại có mẫu là không đục. Và bây giờ hiện tại là bên cơ sở em là mẫu này là mẫu đục tứ góc nhỉ. Đấy. Mặt ván thì bên em làm mặt ván liền nguyên một tấm. Liền nguyên một tấm dày 2 phân nhỉ. Và mặt ván này thì bên cơ sở em cũng đục là tứ linh long lân quy phượng. Đấy. Đục long lân quy phượng nha anh chị nhá. Nếu mà anh chị có yêu thích những cái mẫu đục khác đấy, như là thuận buồm xuôi gió cái gì thì liên hệ trực tiếp và đặt hàng tại cơ sở em để cơ sở em có thể đục mặt bàn thuận buồm xuôi gió cho anh chị, hoặc là những cái mẫu khác nhá. Vâng, và chiếc bàn lớn này thì bên em là có thiết kế cả ngăn kéo này. Đấy, ngăn kéo thì bên em cũng đục nhá.
đục tay lúm này anh chị ạ. Đấy, cực kỳ là tiện lợi luôn. Và đây là một cái chiếc đôn kẹp lớn đầu bàn nhá. Đấy, bên em làm cũng là khuôn tranh 4 của vén cong tứ diện này. Hàng của vén cong thì cực kỳ là đẹp. Đấy, mặt ván thì dày 2 phân. Mặt ván thì bên em là đục con rồng ở chính giữa nha anh chị nhá, đục rồng. Và bên em có thiết kế luôn cả ngăn kéo ở chiếc đôn kẹp lớn này. Đấy, ngăn kéo này. Để cho anh chị có thể thuận tiện để những cái vật dụng gì. Hàng toàn bộ hai tầng của chỉ một đợt sơn dẻo. Đấy. Và yếm thì bên em toàn bộ yếm đục lọng. Yếm lọng hết nha anh chị nhá. Dạ vâng, và cuối cùng của bộ sản phẩm nghe bảo đỉnh gỗ hương đá này của bên cơ sở em làm thì là hai chiếc ghế đơn nhá. Vâng, hai chiếc ghế đơn này thì bên em làm có chung một kích thước. Đấy. Bề dài ấy thì là 1m, sâu là 78 phân. Và chiều cao bên em làm là cao 1m47 nha anh chị. Cao 1m47. Đấy. Trương bên em toàn bộ là trương liền nha anh chị. Trương liền này, hàng trương liền. Đấy, và đục hai mặt. Đục hai mặt này. Và đây phía mặt sau này anh chị. Đấy, phía mặt sau đục cực kỳ và sắc nét này ạ. Đấy, từ đầu con nghê. Đấy, anh chị có thể xem cực kỳ rõ nét luôn. Và tay bên em toàn bộ thiết kế là tay 12 này. Tay 12, tay dưới là tay nghê liền. Tay nghê liền nha anh chị nha. Tay nghê toàn bộ là tay nghê đục thần, đục thủ công này. Đục thủ công nha anh chị. Và phong vách ở chính giữa này thì bên em đục mẹ là ba con lân nhá. Đục ba con lân tam sư. Hai chiếc ghế đơn này thì bên em làm cũng là khuôn tranh 4. Khuôn tranh 4 mà mặt ván là dày 2 phân. Đấy, mặt ván thì anh chị có thể nhìn vân rõ, cực rõ nét nhá. Đây là hàng mộc mà bên cơ sở em vừa mới dựng mộc xong. Hàng cũng là hai tầng cổ chỉ một lượt sơn dẹo và yếm cũng là yếm đục nọng. Đấy, yếm này đục rồi. Và đây em xin quay toàn cảnh của bộ sản phẩm này cho anh chị quý khách hàng xem. Đấy, bộ nghê bảo đỉnh, chất liệu gỗ hương đá và hàng gồm có 6 món nha anh chị nhá. Đấy, bộ sản phẩm này thì bên cơ sở em đang bán là 63 triệu. 63 triệu và giá là giá hoàn thiện và miễn phí vận chuyển đến toàn thể anh chị nhá. Dạ vâng, em kênh xin kết thúc video tại đây. Đấy, xin kính chào và hẹn gặp lại toàn thể anh chị quý khách hàng trong những cái video tiếp theo của bên cơ sở em. Nếu mà anh chị thấy hay xin một like và một nút đăng ký kênh và chia sẻ cho bên cơ sở em nhé.